Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Hợp tác xã Thanh niên xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã mở rộng quy mô chăn nuôi thông qua mô hình liên kết với các hộ gia đình trên địa bàn, qua đó giúp người dân có thêm việc làm, nâng cao thu nhập. Trước đây, gia đình chị Hứa Thị Thanh Thảo, xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, nuôi gà chủ yếu là để phục vụ cho nhu cầu của gia đình với quy mô nhỏ lẻ, chưa trở thành hàng hóa. Từ khi Hợp tác xã Thanh niên xã Năng Khả mở rộng liên kết với các hộ gia đình trên địa bàn, chị Thảo cũng mạnh dạn nhận con giống với số lượng lớn về chăn thả. Từ khi mà tham gia cái mô hình liên kết này thì khi mà mình gà lên xuất bán thì là có bên Hợp tác xã thu mua thì sẽ bán được thành một mối lớn. Ví dụ như là bây giờ em đang nuôi mỗi một đợt em vào đàn 100 con thì là khi mà nên xuất bán thì là họ sẽ thu mua hết. Trong vòng từ 2 đến 3 đợt là hết hết cái lượng gà đấy và sẽ thu được một cái khoản tiền nhất định và sẽ nên là nó cải thiện được cái cuộc sống của gia đình mình ạ. Hợp tác xã Thanh niên xã Năng Khả, huyện Na Hàng đã lựa chọn chăn nuôi gà là hướng đi chính của đơn vị. Đến nay đã có gần 100 hộ tham gia mô hình. Để duy trì ổn định đàn gia cầm cũng như chất lượng sản phẩm trong quá trình liên kết, hợp tác xã đã chú trọng hướng dẫn các hộ gia đình áp dụng khoa học kỹ thuật từ khâu quản lý con giống, chuồng trại đến việc theo dõi chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Trước khi cấp giống cho bà con thì hợp tác xã cũng phổ biến cách chăn nuôi và cũng cho bà con một cái quy trình gọi là phải chăn nuôi theo hướng của hợp tác xã khuyến cáo. Thì lúc đấy hợp tác xã mới có trách nhiệm để thu mua và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Chăn nuôi với quy mô lớn theo quy trình khép kín đang giúp cho nhiều hộ gia đình tại xã Năng Khả nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định được giá cả và thị trường tiêu thụ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh. Mô hình này đã và đang được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi chuyển dần từ quy mô nhỏ lẻ sang hướng trang trại, gia trại, giúp người dân tăng thu nhập, vươn lên làm giàu.